Quý vị và các bạn, tôi tên là Tân, tôi đến từ Nội thất Ô tô Việt Anh. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về bộ sản phẩm bộ khởi động và đóng mở cửa xe thông minh Start Top, hay vẫn còn gọi là Smart Key. Bộ với các chức năng chính như là khởi động bằng nút bấm, đi gần mở cửa, đi xe đi xa khóa cửa và có thể đẩy đổ được từ xa. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm, chi tiết một bộ sản phẩm bao gồm những gì. Vâng, bộ Smart Key này sẽ bao gồm các chi tiết sản phẩm như sau. Đầu tiên chúng ta có thể quan sát, đây là một bộ chìa khóa theo xe. Bộ chìa khóa khi nhận được bộ tổng rồi này, bộ chìa khóa sẽ kết nối với bộ tổng này. Bộ tổng này được đặt gắn vào trong xe, có chức năng là nhận. Đây là nút bấm khởi động xe. Đây là toàn bộ dây rắc anten điện từ cũng như là để kết nối giữa bộ tổng này và thiết bị điện ở trong xe. Khi mà được kết nối thì là bộ tổng này sẽ nhận điện từ bộ chìa khóa này để điều khiển, ví dụ trong các chức năng đi gần mở cửa, đi xa qua cửa và để đổi từ xa. Khi tôi đã giới thiệu chi tiết về bộ sản phẩm đóng mở cửa tự động và khởi động bằng nút bấm Smart Key hay gọi là Start Top, thì bây giờ chúng tôi và các bạn sẽ test thử sản phẩm này trên một chiếc xe. Chúng ta sẽ test từng chức năng một. Đây các bạn có thể quan sát, đây là nút Start Stop trên xe. Dùng nút này để khởi động xe. Khi mà khởi động xe thì chúng ta sẽ phải dùng cái chìa khóa của cái bộ đi kèm. Tức là bộ này có thể chức năng là nhận từ để khởi động được xe. Khi khởi động xe thì chân chúng ta đạp phanh và chúng ta chỉ cần bấm một chạm, máy sẽ tự nổ. Còn trong quá trình mà chúng ta muốn tắt máy, khi mà đã xuống xe thì chúng ta sẽ vẫn vào bấm nút này, vẫn là phanh, tuy nhiên chúng ta sẽ giữ 2 đến 3 giây để máy có thể tắt đi. Và một bộ sản phẩm này thì bắt buộc là phải có chìa khóa khi mà vào xe thì mới nhận từ và mới khởi động và mới tắt được máy. Tôi có thể test lại cho các bạn xem. Chúng ta đang test thử cái chức năng mà đi xa mở cửa, đi gần từ khóa cửa của bộ Smart Key này. Chúng ta có thể quan sát khi tôi đi gần, chiếc chìa khóa đã nhận bộ hộp điều khiển trong xe và chúng ta có thể mở cửa được ra dễ dàng trên xe. Vâng, còn đây là chức năng đi xa từ khóa cửa của xe. Khi tôi xuống xe, các bạn đã quan sát xe vẫn đang trong tình trạng mở cửa, nhưng mà khi tôi đi xa thì điều khiển này sẽ nhận được cái cùng với bộ điều khiển trong xe và sẽ làm hệ thống xe khóa cửa lại khi tôi đi xa. Như quý vị và các bạn đã biết, với điều kiện nhiệt độ như ở Việt Nam ấy, thì đôi khi chúng ta có trên xe chúng ta có chức năng để nổ được máy từ xa, tức là chúng ta sẽ làm mát hệ thống bật điều hòa trước và sau đó chúng ta ra xe chỉ việc đi, thì như vậy sẽ làm rất hữu ích cho cái xe của bạn cũng như là người sử dụng. Và sau đây là bộ Start Top, chúng ta có thêm chức năng là để đổ từ xa. Để đổ từ xa thì các bạn đang quan sát là chiếc xe của tôi đang khóa và một bạn đang chuẩn bị làm cái công tác bấm điều khiển để nhận lệnh để chiếc xe tự nổ. Chúng ta có thể quan sát chiếc xe có thể tự nổ máy. Khi chiếc xe nổ máy này thì tất cả các thiết bị hoạt động của trong xe đã được chờ sẵn để chờ chúng ta lên xe. Vâng, tôi và các bạn đã vừa xem chi tiết sản phẩm, và các bạn có nhu cầu cũng như là muốn biết thêm về thông tin chi tiết về sản phẩm này thì các bạn có thể qua ba cơ sở của Nội thất Ô tô Việt Anh: cơ sở 1 ở 39 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội; cơ sở 2 ở số 28 đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội; cơ sở thứ 3 là số 10 lô 4B, Trung Nguyên 9, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Và mọi thông tin chi tiết cũng như là các bạn có muốn hỏi thêm về thông tin chi tiết thì có thể liên hệ qua số hotline của công ty, đó là 0944455555. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem cũng như là xem chúng tôi giới thiệu chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn.
We'll be right back.